Xin chào các bạn. Thể theo yêu cầu của một số cái bạn cũng có comment với mình đó, thì nói anh ơi, bây giờ nó là em đệm hát thì được, nhưng mà bây giờ em muốn chuyển sang solo thì em không biết cách nào, không biết chơi như ra sao. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm mà chơi bao lâu nay của mình để có thể nó là hướng dẫn cho các bạn cách chơi solo một cô bài nó như thế nào. Thì thực ra nó không có khó các bạn, không có khó các bạn, cứ đừng nghĩ là quan trọng hóa nó khó quá rồi mình không tập, rồi là mình lười đi, rồi cuối cùng mình cũng không chơi được. Thì để chơi được một cái bài đó thì chúng ta đòi hỏi phải có một số các kỹ năng, bởi vì các bạn biết rằng là khi đệm hát thì đã có người hát rồi thì mình chỉ đánh co đánh điệu thôi. Nhưng mà đối với một cái bài hát thì chúng ta làm hết từ đầu tới cuối, thậm chí là chúng ta phải có intro, rồi chúng ta còn phải cả gian tấu rồi outro, là làm tất tần tật từ A tới Z. Cho nên nó đòi hỏi chúng ta phải có một số kỹ năng. Thì video này chỉ dành cho các bạn đã biết chơi guitar rồi, có nghĩa là những cái cơ bản nhất các bạn phải nắm rồi thì các bạn mới 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 theo và các bạn mới tập được. Đó thì các cái bước mà để chúng ta solo được bài hát, đầu tiên đó là chúng ta phải đánh được các cái nốt đơn, có nghĩa là cái giai điệu của bài hát các bạn phải thuộc, các bạn phải nằm lòng các cái nốt đó. Bởi vì điều đầu tiên bắt buộc của chúng ta là phải đánh nốt đúng cái bài nhạc, đúng chuẩn về cao độ, về trường độ, rồi về nhịp. Đó là những cái mà gần như là chúng ta phải tuân thủ. Rồi nó là điệu bài hát đó là điệu gì, các bạn chọn chơi chủ âm tông gì. Mà thông thường mới thì các bạn nên chọn những cái chủ âm nó đơn giản, nó dễ dễ chơi, ví dụ như bộ khóa không thăng không giảm, trưởng thì là đô trưởng, thứ thì là la thứ để cho dễ chơi. Hoặc nữa là bộ khóa một thăng đó là mi thứ, thứ là thứ mi thứ, trưởng là son trưởng. Các bạn tập những cái bộ khóa này cho nó đơn giản, cho dễ tập. Khi mà các bạn quen rồi thì chúng ta có thể nâng cao ở những cái âm âm nó nhiều cái giống hóa hơn. Đó là cái bước thứ nhất nha các bạn, thuộc giai điệu bài hát, nắm vững nhịp rồi điệu. Rồi cái bước thứ hai đó là gì, đó là các bạn phải nắm được cái hợp âm và cái giai điệu của cái nốt. Thì có thể các bạn nếu chưa thuộc thì các bạn phải nghe đi nghe lại nhiều lần, rồi các bạn lên mạng có thể lấy sheet của cái nốt nhạc đó, các bạn về các bạn tập đánh tới đánh lui cho nó thuộc. Cái thứ hai là hợp âm, hợp âm cũng vậy. Các bạn phải nắm được, ngoài cái chủ âm ra thì những cái hợp âm từng đoạn của bài nhạc đó nó là cái gì, nó hợp âm gì, mình đánh tới đâu thì chúng ta sẽ thả hợp âm gì. Đó là cái thứ hai. Về hợp âm thì các bạn đã nắm hợp âm được rồi thì không sao, nhưng mà nếu các bạn chưa thuộc hợp âm thì các bạn cũng lên lên Google, các bạn vào cái hợp âm Việt hoặc là một số cái phần mềm khác mà nó có cái hợp âm á, của cái bài đó đó, thì các bạn lấy về các bạn xem, các bạn tham khảo. Đó đó là cái bước 2. Bây giờ đây là cái bước quan trọng này. Bây giờ chúng ta có cái giai điệu rồi, ta có nốt rồi, chúng ta đánh được nhịp rồi, đánh này kia rồi, hợp âm chúng ta nắm rồi, thì cái bước 3 là chúng ta phối hợp giữa giai điệu, giữa cái hợp âm, để làm sao chúng ta solo được một cái đoạn nhạc mà nó đảm bảo về cái giai điệu, đảm bảo về cái nhịp, đảm bảo về cái điệu, đảm bảo đúng về cái hợp âm. Đó, có nghĩa là chúng ta phối hợp lại những cái thứ đó để chúng ta ra được một cái bài solo hay là một cái đoạn nhạc solo thật là hay. Mà muốn làm được như vậy thì các bạn phải chú ý các bước nữa. Đầu tiên hợp âm. Hợp âm thì các bạn phải đưa bass vào. Bass thì nó rơi vào cái đầu phách. Để đơn giản nhất là các bạn cứ chơi cái đầu, đưa vào cái đầu phách, ví dụ như đô trưởng thì là đô nốt bắt đồ,
ví dụ như điệu si lô róc. Son thì là son, bát son. La thứ thì bát la. Đấy, đưa bát vào. Và làm sao thông thường một cái đoạn nhạc nó có những cái khoảng trống và những cái nốt mà nó kéo lên dài cái nhịp nó ra, thì chúng ta phải lấp cái khoảng trống nó đi. Chúng ta lấp bằng cách nào? Chúng ta lấp bằng cách là chúng ta lấy cái hợp âm đó, những cái nốt trong hợp âm đó, chúng ta đánh ra cái điệu, hoặc là chúng ta đánh những nốt nó ra để lắp vô cái khoảng trống khoảng lặng đó, thì sẽ làm cho cái đoạn nhạc đó nó sẽ đầy đi. À, nó đầy đi rồi nó vừa có điệu, vừa có hợp âm, vừa có nốt. À, nó sẽ tạo ra được cái giai điệu đẹp. À, giai điệu đẹp hay. Đó là cái bước 3, là cái bước quan trọng nhất. Phối hợp lại giữa hai cái bước trên, giai điệu, nhịp, rồi điệu nè, rồi hợp âm nè. Đó, chúng ta phối hợp lại ra được cái đoạn nhạc đó. Đấy, đó là ba bước cơ bản nhất để chúng ta solo. Bây giờ mình sẽ thực hành một số cái đoạn nhạc và phân tích để cho các bạn nắm được, các bạn hiểu được. Khi các bạn hiểu được rồi, các bạn có thể tự các bạn chơi được. Đây, bây giờ mình sẽ đánh một cái bài ở cái điệu Zero Rock, Tông Đô Trưởng, Ai Đưa Em Về. Sẽ đi từng bước một. Thứ nhất là về cái giai điệu, chúng ta đánh cái nốt và chúng ta mi 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 đê đô. Đêm nay ai đưa em về? Son đô mình em trên phố vắng. Son đô đô si đô rê 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 đô si. Giai điệu là chúng ta phải nắm. Rồi bây giờ bước thứ hai về cái hợp âm. Hợp âm thì đầu tiên chủ âm nó là đô trưởng, thì chúng ta vẫn giữ là đôi, là vẫn là đô trưởng, nhưng mà khi chúng ta đánh chúng ta kết hợp bát vào, mi mi bát đồ vào cái nốt mi thứ hai. Rồi bây giờ cái nốt mi thứ hai nó sẽ dừng lại, nó ngân ra là có cái khoảng trống, thì chúng ta đánh hai cái nốt của hai dây son, son đô. Các bạn nghe lại, đấy, mi mi son đô, mi mi rê đô, mi son đô. Mình đánh lắp vô liền, mi đánh cái dây mi số 4, mi son đô, mi 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 rê đô son đô. Đấy, mi son, đô si đô rê. Rê thì nó qua rê thứ, các bạn đánh bát rê, nốt rê và bát rê. Rê đó, có thể các bạn đánh luôn là hoặc là rê pha la rê cũng được. Rê 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 đô si. Thì chỗ này là nó qua son, son trưởng hoặc son bảy. Thì chúng ta đánh nốt si và bát son. Đánh rê son si. Rê 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 đô si.
đánh lắp vô cái chỗ đó mà. Đấy, bây giờ mình đánh thật chậm để cho các bạn nghe lại nha. Khó rồi các bạn, phải không? Các cái bước đó mình thực hiện nó đúng theo cái đó thì nó sẽ ra được cái bài nó solo nó hay. Rồi bây giờ cái bài đoạn bản nhạc thứ hai mình sẽ đánh là thứ ở cái điều van, đó là cái bài nhỏ ơi của nghệ sĩ Chí Tài. Sòn, nó sòn, sòn, sòn. À, qua đô trưởng. Phần mà mình minh họa để cho các bạn có thể tham khảo, và các bạn có thể nó là tự nghe nghe tới nghe lui rồi các bạn phân tích rồi các bạn tự tự chơi được. Và đối với cái độc tấu guitar solo này đó thì ở cái bước cao hơn nữa thì người ta gọi nó là fingerstyle, có nghĩa là người ta sẽ kết hợp với những các cái kỹ thuật khác, ví dụ như là chập dây hay là palm thùng. Ví dụ như là mình đánh cái bài đó là cái fingerstyle. Thì fingerstyle này nó đòi hỏi phải các bạn phải tập nhiều cái kỹ thuật vào thì nó sẽ tạo ra được cái những cái tiếng âm thanh mà chập dây, đập thùng hoặc là những cái khác vân vân. Thì cái đó đòi hỏi phải có thời gian và các bạn phải kiên trì thì các bạn mới tập được những cái kỹ thuật đó. Còn đơn giản nhất thì các bạn cứ những cái bước mà nãy giờ mình trao đổi với các bạn thì các bạn cứ theo tập dần dần ở những cái đơn giản nhất. Rồi sau đó nó là những cái bài nó phức tạp hơn. Thì video mình sẽ dừng ở đây. Và video này đây là cái nền tảng để giúp cho các bạn chúng ta hình thành cái kỹ năng solo.
Để những cái clip sau khi mình hướng dẫn nó thì các bạn sẽ nắm và các bạn nghe, các bạn nhìn vào là các bạn hiểu. Thì tránh cái trường hợp là các bạn mà mình đã hướng dẫn mà các bạn lại không nắm mà không hiểu được thì cái đó là rất là tiếc. Thì những cái video sau này đòi hỏi là cái trình nó sẽ cao hơn. Đó. Thì để cho có cái động lực để mình làm video thì các bạn nhớ ủng hộ mình, like, share, đăng ký kênh và bình luận thì comment ở phía dưới, và giới thiệu nhiều bạn bè để ủng hộ mình nhé. Thì xin chào các bạn và chúc các bạn chúng ta tập luyện thành công.